Em xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại em Bích đang có mặt tại xưởng sản xuất của công ty gỗ Hưng Thịnh Phát này. Ở đây hiện tại đang rất là bụi luôn mọi người, bụi kinh khủng luôn đấy. Mọi người có thể thấy xung quanh này. Đấy, chỗ nào cũng trà rồi xoa rồi rung. Mọi người có thấy không? Là cái không khí nó rất là bụi luôn mọi người ạ. Thợ bên em đang cố gắng hết sức để hoàn thiện được cái lô sập gõ dài 8 mét này, để có thể lên cho mọi người siêu phẩm nha. Thì buổi ngày hôm nay em Bích sẽ lên cho mọi người một tấm gỗ gõ siêu vân. Tấm này là hàng, nó là hàng gần bìa mọi người, hàng kế bìa nha, nó chưa phải là hàng bìa mà cũng chưa hẳn là vào hàng cật đâu, nhưng mà tấm này vân rất là đẹp luôn. Đây, bây giờ em Bích sẽ quay cam sau cho mọi người xem nha. Rồi, mới có khách trả. Đây, trước mắt mọi người là một tấm bìa gõ mọi người ạ. Tấm bìa gõ vân rất là đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Tấm này em đã lên video cho mọi người này, lên video và được mọi người ủng hộ rất là nhiều và nhận được rất là nhiều lời khen của mọi người luôn. Em ấy đã lên xu hướng và đang viral, vẫn hiện tại vẫn đang viral mọi người ạ. À, kích thước của em này đầu gốc là rộng được 1m9. Phía đầu ngọn bên kia thì nó hơi bị bóp vào một xíu mọi người, là nó 1m4, nhưng mà tấm này nó dài tới 8 mét mọi người ạ. Cái đầu ngọn của nó hơi bị bóp nha, mọi người có thể thấy này. Đứng ở đây mọi người không nhìn rõ. Không nhìn rõ lắm. Đấy, mọi người có thể thấy cái đầu ngọn của nó bị bóp lại một xíu. Thì mọi người chỉ cần cắt lùi về cho em khoảng 1m2 tới 1m3 thôi, là cổ sập này nó sẽ cân ngay. Thì bây giờ bác nào thích lấy hết cả một tấm này, mấy bác cửa hàng, mấy bác mua buôn này, có thể tham khảo tấm này rất là đẹp. Ở đầu bên kia mình có thể vanh được một chiếc bàn tròn 1m2 xinh xẻo nha. Phía bên này mình vẫn còn được 6m8. 6m8 thì mặt tiền của nó khá là cân đối. Phía bên kia là được rộng 1m7. Phía bên này là 1m9. Tấm này dày 18 nha mọi người. Dày 18 ạ. Em chào anh Nguyễn Dung, em chào 6 người đang xem live của em nha. Mọi người đang xem thì cho em xin một tim, một chia sẻ. À, các bác xem like của em thì nhớ follow trang cá nhân của em nhá. Nhớ follow trang cá nhân của em để được cập nhật siêu phẩm thường xuyên nhất. À, em cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian và ủng hộ like của em nha. Em chào anh Nguyễn Trúc Anh ạ. À, đây mọi người có thể thấy này, tấm này vân rất là đẹp luôn. Em ấy đã nhận không biết phải nói là một bão like, một bão lời khen luôn. Một bão lời khen luôn mọi người. Mình đặt nằm thì nhìn thế này thôi, nhưng mà khi mà mình dựng đứng lên mọi người phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Vân cuốn, cực kỳ cuốn hút nha mọi người. Tấm này bác thợ mới quét lót có một nước thôi này. Mới quét lót một nước nha. Vẫn chưa khô lắm này. Lót vẫn chưa khô lắm, mọi người có thể thấy này. Đó. Nhìn từ hướng nào vân cũng rất là đẹp luôn. Tấm này hiện tại bác nào lấy cả một tấm như thế này nha, lấy cả một tấm dài 8 mét như thế này, là hiện tại em đang bán với giá là 200 triệu mọi người ạ. 200 triệu nha. 200 triệu cho tấm này. Đúng không nhỉ? Đúng không ta? Tấm này em xin lỗi nha, em báo giá lộn tấm rồi, lộn tấm. Tấm này là tấm bìa mọi người ạ, mặt dưới của nó nhỏ hơn. Thì tấm này bác nào lấy dài 8 mét là giá của nó là 140 nha mọi người. Tấm ốp vào tấm này dày 20 mới là 200 mọi người ạ. Đấy. Bác nào muốn tham khảo tấm cật ốp vào tấm này thì sau buổi live này inbox cho em nha. Em Bích sẽ gửi cho mọi người hình của tấm đấy. Tấm vân của tấm đấy thì nó ốp lên tấm này. Mặt dưới ốp lên tấm này. Rất là đẹp luôn, dày 20 không tì vết. Mặt tiền của tấm kia rộng hơn. Đầu gốc được 2 mét cho mọi người. Được 2 mét lận nha. Thì với một cái tấm dài 8 mét như thế này, 140 triệu thì đầu bên kia mọi người có thể khoanh được một chiếc bàn tròn này. Còn bác nào muốn cắt ngắn thì em cũng đã cắt cho mọi người nha. Ở đầu gốc này chốt vuông là được 1m6 mọi người ạ. Kéo dài hơn 3 mét là chốt vuông được 1m6 này. Các bác thích cắt bộ sập hơn 3 mét, 4 mét đều ok hết nha. Các bác cần kích thước nào thì cứ comment bên dưới, em Bích sẽ báo giá cho mọi người này. Kết cái vân này rồi thì cứ lên kích thước nha mọi người. Các bác kết vân này thì cứ lên kích thước, em Bích sẽ tính giá cho mọi người ngay trực tiếp trên live nha. Em chào anh Minh Phùng ạ, em chào anh Hiệp nha, em chào anh Phạm Kiên.
Chào tất cả mọi người đang xem live. Buổi sáng ngày hôm nay em sẽ lên cho mọi người một siêu phẩm hiện tại đang viral trên thị trường gỗ. Rất nhận được rất là nhiều lời khen, phải nói là bão lời khen luôn mọi người. Một bão lời khen luôn ạ. Em cũng xin nói thêm là tấm này là gỗ gõ Ecop nha mọi người. Nó là hàng bìa, không nứt, không tim. Mọi người dùng có thể yên tâm nha. Yên tâm hoàn toàn. Vân cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Để mà xẻ ra mà được một cái tấm vân đẹp như thế này thì nó không hề là đơn giản đâu nha mọi người. Nó không chỉ dựa vào vận may đâu mọi người ạ. Nó còn dựa vào rất là nhiều thứ nữa, kinh nghiệm. Em chào anh Minh Vương ạ. Em chào 5 người đang xem live của em nha. Mọi người xem live thì chia sẻ giúp em nha. Các bác có câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới, em sẽ giải đáp cho mọi người ạ. Hôm nay là thứ 7 rồi. Mọi người làm việc hết ngày hôm nay, là ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ ngơi một xíu. Chúng ta sẽ được nghỉ ngơi, sốc lại tinh thần, đạp năng lượng để tiếp tục một tuần mới nha. Đấy, thì em Bích cũng nghỉ ngày mai. Làm hết hôm nay em Bích sẽ nghỉ ngày mai, dành thời gian cho gia đình. Rồi thứ hai chúng ta sẽ lại gặp nhau mọi người ạ. Chỉ cần sau một ngày thôi, một ngày không lên like cho mọi người thôi, là chắc chắn rằng hôm sau quá trời siêu phẩm luôn. Quá trời siêu phẩm để lên cho mọi người luôn mọi người ạ. Mọi người cần kích thước như thế nào thì cứ comment bên dưới, em sẽ báo giá cho mọi người nha. Hàng thô ở bên em còn rất là nhiều luôn. Hàng thô còn rất là nhiều luôn mọi người. Đấy thì mọi người chỉ cần báo kích thước thôi, em Bích sẽ báo giá. Bên em nhận đặt hàng theo kích thước nha mọi người. Nên bác nào quan tâm tới bộ sập gõ này, thì comment bên dưới nha. Kết cái vân này rồi, cần kích thước như thế nào thì cứ comment bên dưới, em Bích sẽ báo giá cho mọi người ạ. Em này phải nói là quá đẹp luôn. Đầu gốc rộng 1m9. Bây giờ mình bỏ cái đầu ngọn kia đi nha. Đầu gốc rộng 1m9 mọi người. Dày 18. Dày 18 và dài 6m8. Đầu ngọn rộng 1m7. Dài 6m8 nha mọi người. Đầu ngọn rộng 1m7, đầu gốc rộng 1m9. Một cái kích thước nó rất là đẹp luôn. Như tấm này mọi người có thể làm sập lũa tự nhiên chơi này. Hoặc là mình cắt đôi ra làm hai tấm sập. Mình để hai bên nhà gỗ của mình cũng đều ok nhá. Tại vì nó dài hơn 6 mét cơ, mọi người cắt đôi ra nó vẫn được hơn 3 mét. Cái kích thước nó rất là đẹp luôn. Đây, cây này em đã chốt được 1/5 cây rồi. 1/5 cây rồi mọi người ạ. Cái vân này nó rất là đẹp luôn, nên là bác nào thích vân này rồi thì tranh thủ cây này nha. Bởi vì không biết bao giờ mới xẻ được một cây như thế này đâu mọi người. Để xẻ được một cái cây vân đẹp như thế này nó không hề đơn giản đâu ạ. Vân xoáy cực kỳ đẹp luôn. Đây góc bên này là vanh được một chiếc bàn tròn m2 này. Bàn tròn m2 ở góc này nha mọi người. Cái góc con nắng đây này. Đó, sẽ vanh được một chiếc bàn tròn m2 ở chỗ này. Đó, bác nào kết cái bàn tròn m2 này ý thì chốt ngay đi nha. Bàn tròn m2 dày 18. Giá hiện tại là 15 triệu nha mọi người. 15 triệu cho em bàn tròn m2 dày 18 ạ. Giá em báo cho mọi người là hoàn thiện bao ship nha. Hoàn thiện bao ship ạ. Đây, chất gỗ đỏ lên vân lên màu rất là đẹp luôn. Đây là em mới kết lót có một nước thôi mọi người. Mới kết lót một nước thôi nha. Chất gỗ cực kỳ sáng luôn. Phải nói là cây này không thể chê vào đâu được mọi người ạ. Không chê vào đâu được luôn đấy. Mọi người cứ tưởng tượng xem mà em xẻ 8 mét mà nó không bị nổ, không bị xé. Cây xẻ ra vân xoắn cực kỳ đẹp mọi người. Vân xoắn cực kỳ đẹp nha. Không có nốt ruồi luôn mọi người. Mọi người nhìn này. Cái nước gỗ của nó rất là sáng. Nước gỗ sáng cực luôn, nó không hề bị thâm nha. Và nó cũng không có nốt ruồi luôn mọi người ạ. Đấy, các bác ở ngoài Bắc rất là kỹ này. Ví dụ như là xẻ cây ra mà có nốt ruồi là sẽ không thích. Thì các bác có thể tham khảo cây này nha. Cây này vân cực kỳ đẹp luôn. Đây là một tấm bìa dày 18 mọi người ạ. Một tấm bìa dày 18.
Này bác cần kích thước như nào thì comment bên dưới em sẽ báo giá cho mọi người nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay em sẽ chỉ lên cho mọi người một siêu phẩm này thôi. Hiện tại ở xưởng bây giờ còn rất là nhiều. Còn rất là nhiều mọi người. Đây em quay xung quanh cho mọi người xem này. Đấy, tấm sập siêu cấp dày 40 này. Bên trên đây là một tấm sập dày 22 phân, dài 8 mét. Khi nào mà sản phẩm nó lót lên rồi thì em Bích sẽ lên like cho mọi người nhá. Tại vì bây giờ nó đang rung ra là mình sẽ không nhìn được vân, mình không cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó đâu ạ. Tấm này là mới lót thôi, bắt ngay khoảnh khắc này em Bích lên cho mọi người nhá. Đấy, vân cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Để em Bích lùi lại cho mọi người xem đầu tấm này. Này mọi người xem đầu tấm nha. Đây là tấm bìa không nứt không tim mọi người. Không nứt không tim. Đó mọi người thấy không? Có xuất sắc luôn. Tìm một tấm siêu phẩm như thế này đâu phải dễ đâu ạ. Em chào chị Hà. Cô gõ ai cốt chị ơi. Cây này đẹp lắm. Đây, hôm nay hình như là cuối tuần nên là mọi người khá là bận rộn để hoàn tất công việc. Ngày mai mình còn được xả hơi này. Nên là các bác chưa thấy ai vào like cả. Mọi người hãy nhớ giúp em nhá, cài đồng hồ cũng được. Nếu mà mình đang quan tâm, đang có nhu cầu muốn mua sản phẩm gỗ nguyên khối thì thường thường là sẽ vào khoảng 9 giờ tới 9 rưỡi sáng hàng ngày, từ thứ hai tới thứ bảy. Em Bích sẽ lên like cho mọi người nha. Lên like cho mọi người siêu phẩm. Tấm này không bị nứt chị Hà nha. Không bị nứt. Hàng bìa không nứt không tim chị. Hàng chuẩn đẹp đấy. Tấm bìa xẻ dày 18 là mọi người biết rồi đúng không ạ? Xẻ dày 18 là cái kích thước của nó rất là to, là có thể làm được sập luôn. Như cái đầu gốc này chốt vuông. Chốt vuông là được 1m6 nha mọi người. Chốt vuông dài 3m6 là sẽ được 1m6 mọi người ạ. Cả tấm này dài 8m hiện tại em đang bán với giá là 140 triệu chị Hà nha. 140 triệu cho một em bìa gõ siêu vân. Đầu gốc 1m9, đầu ngọn nó bị bóp vào một xíu thôi là 1m4. Đấy. Dày 18 và dài 8m. Mọi người cắt đi trên kia khoảng 1m2, 1m3 là có thể làm sập ok luôn. Cái đầu ngọn của cây này nó hơi bị bóp vào một xíu. Chị Hà Lê ơi, xếp về đâu, ship về đâu hả chị? Giá em báo là hoàn thiện có chân nha chị. Như cái tấm này là mình sẽ cần phải 3 cái chân chị ạ. Nếu mình làm sập hay làm bàn nha, nó phải cần tới 3 cái chân. Vì nó cái độ dài của nó quá dài. Chị Hà ơi, ship về đâu chị nhờ? Ôi, các bác đi đâu hết rồi. Chân thêm tiền không em? Dạ không chị. Giá em báo cho mình là giá đã có hoàn thiện đầy đủ chân cảng bao ship nhá. Mình ship về đâu đây chị? À, về Thanh Hóa à? Thanh Hóa bao ship chị? Thanh Hóa em bao ship cho mình nha. Mọi người có câu hỏi nào nữa không thì comment bên dưới nhá. Comment bên dưới em sẽ báo giá cho mọi người. Buổi sáng ngày hôm nay thì hình như là mọi người đang bận lắm cho nên là chẳng thấy ai vào like cả. Chẳng thấy ai vào like hết mọi người. Hello em Út. Hiện tại trong live bây giờ chỉ còn có 2 người, đó là em Út và chị Hà. Và thêm một bác nữa. Xin chào shop, chào em Út nha. Cảm ơn em Út và chị Hà đã vào ủng hộ like. Có hàng giá mềm hơn không? Dạ có chứ chị. Có chị Hà ơi. Hàng giá mềm hơn cũng có chị nha. Mình cần kích thước nào chị nhờ? Mình cần kích thước nào để em tư vấn cho. Anh Chính ơi, cái cạnh có cần phải làm lại không? Không, cái hoa nó phun vẻ vân thôi. Vậy á? Ừ. Nó có gì kỳ không vậy? Không, làm một gì đâu. Cái rác chứ giờ? Đó, rác phải đẹp ra bên đây. Đó, kia không vậy? Có vấn đề gì không? Thử cho em nào, keo cố cho nào.
Vâng. Kiểm tra khí hội em nhá. Út miễn tấm này kích thước bao nhiêu vậy à? Tấm này rộng đầu gốc 1m9, đầu ngọn là hơi bóp vào một xíu là 1m4 em nhá. Cái kích thước là chị đang báo cho em là kích thước mặt tiền đấy. Dày 18 và dài 8m. Tấm này hiện tại chị đang bán là 140 em út nha. Rồi, chị Hà Lê cần kích thước 1m8, 20, 2m, rộng 1m8 dày. Mình lấy hàng 1 tấm hay 2 tấm chị nhờ? Cái dài 2m này nó hơi lỡ cỡ đấy. Nhà mình chắc không gian nhỏ hay. Không gian nhỏ thì kích thước này thì mình nên lấy hàng 2 tấm chị ạ. Nó dễ di chuyển hơn. Chào đầu gỗ thành công nha. Em chào tất cả mọi người đang xem live ạ. 2 tấm kích thước này phải đặt thôi chị, chứ em không có sẵn đâu. Tại vì hàng có sẵn bên em là chỉ dài 1m8. 1m8 là phải dài từ 2m8 đổ lên rồi. Và cũng không có dày 20. Kích thước này đặt chị. Kích thước này đặt giúp em nha. Cái này thì sau buổi live này em sẽ inbox cho chị nha. Hiện tại là em đang có công gỗ lim chuẩn bị về. Nếu mà chị đặt cái kích thước này là đẹp kinh khủng luôn ấy. 2 tấm 90 này, dày 20, dài 2m. Mình làm gỗ lim ok chị. Siêu Vân có bàn tròn như này không ạ? Có em út nha. Đặt cẩm hồng. À chị thích cẩm hồng hả? Cẩm hồng có luôn chị. Cẩm hồng em vẫn còn mấy cây ở ngoài cảng cơ. Đang chờ một cây vanh hơn 700 bên kia về. Ví dụ như là chị không vội ấy, thì đặt cẩm hồng lúc nào cũng có chị nhá. Em đang chờ một cây về để xẻ một tấm hơn 300 cho khách. Mà mãi vẫn chưa thấy về đây. Em chào anh Võ Đức Tín ạ. Chào tất cả mọi người đang ủng hộ like của em nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian buổi sáng để vào ủng hộ like của em. Em chào anh Trần Thanh Bình ạ. Dạ chị Hà nhá. Dạ, sau buổi live này em sẽ inbox cho mình, tư vấn cho mình nha. Cẩm hồng nếu mà dày 20 ok. Ok 2 tấm. Rồi em út muốn lấy bàn tròn hả em? Bàn tròn bây giờ em muốn cần kích thước bao nhiêu nhỉ? Em cần kích thước bao nhiêu hả út? Cái lô này ấy, mọi người có thể thấy này, cái đầu ngọn của nó hơi móp vào một xíu thì nó sẽ chỉ mất khoảng tầm hơn 1 mét thôi mọi người, khoảng tầm 1,5 m. Thì tất cả những cái tấm này em sẽ vanh một chiếc bàn tròn ở đầu ngọn kia. Vanh một chiếc bàn tròn nha, nên là cái lô này em sẽ chắc chắn là sẽ cho ra rất là nhiều bàn tròn siêu vân đấy mọi người. Các bác cần kích thước bàn tròn như thế nào thì cứ inbox cho em nha, để em thiết kế cho mọi người nha. Rồi cái đường truyền nó đang không ổn, em biết có điện thoại. Em biết hôm nay xin phép được xuống live sớm nha mọi người. Xin phép ngày hôm nay em biết được xuống live sớm. Các bác kết vân này cần kích thước như thế nào thì cứ inbox cho em nha, hoặc gọi tới hotline 0922 739 468 gặp Ngọc Bích. Bây giờ em biết phải nghe điện thoại của khách đã, chị ấy gọi quá trời rồi. Rồi cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã dành thời gian và ủng hộ like của em. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, nhiều năng lượng. Ok ok út nha, lát nữa chị sẽ inbox cho em nhá. 1m4 dày 18. Ok, kích thước này nhiều lắm em ạ. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào buổi live thứ 2 tuần sau. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha.